chào anh chị và các bạn. Hiện nay Tùng đang có mặt tại đảo Ngọc Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để tham dự trung khảo miền Bắc chương trình Hoa hậu Việt Nam 2016. Và đây là sân khấu vô cùng hoành tráng. Chương trình trung khảo Hoa hậu Việt Nam 2016 tại khu vực phía Bắc là chương trình thứ tư mà các nhà phân phối Nutrilite có cơ hội tham gia sau hai chương trình họp báo tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, và đặc biệt là chương trình trung khảo khu vực phía Nam với hơn 600 nhà phân phối, và chương trình trung khảo miền Bắc Hoa hậu Việt Nam 2016 sẽ có sự tham dự của khoảng hơn 200 nhà phân phối Nutrilite của công ty Amway Việt Nam. Và đó là một sự nỗ lực, là một sự cố gắng vô cùng tuyệt vời của các anh chị nhà phân phối. Và đây là một chương trình để tưởng thưởng cho những nỗ lực và cố gắng của các anh chị. Và hãy theo chân chúng tôi và gặp gỡ những nhà phân phối thành công của Amway Việt Nam và cùng xem cảm xúc của họ khi tham dự chương trình ngày hôm nay là gì. Điều đầu tiên là mình cảm thấy rất là tự hào. Mình đến đây tham dự với tư cách là một nhà phân phối của công ty Amway và là một đối tác của Nutrilite, nhà tài trợ dành cho một cuộc thi sắc đẹp lớn như vậy. Rất là vui bởi vì là một cái niềm tự hào rất là lớn. Chúng tôi vô cùng vui mừng vì có được cái tấm giấy mời tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Cuộc thi Hoa hậu năm nay là cuộc thi vô cùng đặc biệt bởi vì có Nutrilite tài trợ. Nutrilite đang quan tâm và đang tài trợ cũng như là dành cho những thí sinh tham dự cuộc thi này. Những gói tư vấn thứ nhất để chăm sóc sức khỏe nền tảng, thứ hai là cái gói mà để chăm sóc kiểm soát cân nặng, và thứ ba là để chăm sóc làn da. Chúc cho cuộc thi Hoa hậu năm nay thật là thành công. Xin trân trọng cảm ơn ông Huỳnh Thiên Triều, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Amway Việt Nam, nhãn hàng Nutrilite, nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Amway Việt Nam, nhãn hàng Nutrilite, tư vấn và hỗ trợ dinh dưỡng cho top 3 Hoa hậu Việt Nam 2016.